Hoàng Hồng xin gửi lời chào tới toàn thể tất cả mọi người đang theo dõi video này. Sau đây Hoàng Hồng sẽ kiểm tra một bộ âm thanh hát live stream có giá 2 triệu đồng trước lúc gửi đi cho chị Lê Thu Trang ở Thanh Hóa. Xin thằng chị và cả nhà cùng nghe bài hát về mảnh đất Thanh Hóa với làn điệu chèo đường trường bán thước, soạn lời của Hoàng Minh Thêu có tên gọi Người về Thanh Hóa cùng em. Xưa bà triều cưỡi voi đánh giặc để chúng ta từ
Những ai nghe bộ âm thanh này hay muốn chọn cho mình, liên hệ với Hoàng Hồng qua số điện thoại 0965787985. Bộ âm thanh có giá 2 triệu đồng. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.